có duyên biết mệnh, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, trời cao thấu hiểu, ban phước độ trì, cuộc đời sung túc, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025, vào nước đố đổ dách. Dân thưa quý vị thân mến, bước sang tháng mới ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc. Tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người, thì cũng dư giả đủ đầy, không phải quá mức thiếu thốn. Trong tử vi học có chỉ rõ, mỗi người sinh ra đều có bát tự, số mệnh riêng. Con người ta khi sinh ra đều phải có 9 phần thực lực và 1 phần may mắn, nhưng được đặt vào hoàn cảnh khác nhau, nên vận số của mỗi người sẽ khác nhau. Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch, con giáp này sẽ được tam hội và nguyệt lệnh lâm đế dượng, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bản mệnh. Nếu mậu thân chú ý nắm bắt và tận dụng thật tốt, thì cuộc sống sẽ có nhiều khởi sắc, công việc thuận lợi và tiền bạc hanh thông. Nhưng sẽ thật đáng tiếc cho những ai không nỗ lực, không quyết tâm theo đuổi mục tiêu, và đặc biệt là không biết vận mệnh của mình. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý anh chị luận giải chi tiết tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng chú ý theo dõi nhé. Tổng quan tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Canh Thân sinh năm 1980, mệnh thạch lựu mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế, cô quạnh xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, bởi vì lỗi số sanh rày ban đêm. Nếu mà sanh đặng đông xuân, hai mùa dưỡng tướng ung dung thanh nhàn, tánh người nhờ ở hiền lương, gia đạo dời đổi, lương duyên không bền. Số người duyên nợ đa đoan, đời sau mới đặng phỉ quyền yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân, trở về lớn tuổi mới yên thanh nhàn. Nếu mà niệm Phật tụng kinh, ngày sau con cháu phước lành hưởng lâu. Tiền vận nhà cửa đổi thay, nhiều lúc giàu có khiến rồi phải tan. Bản mệnh của nam mạng Canh Thân khá tốt, cuộc đời sẽ có được nhiều may mắn về công danh và tài lộc. Người tuổi này có số được hưởng tài lộc của cải trời ban. Sống ở đời ngay thẳng, lương thiện ắt sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Con cháu sau này cũng được hưởng nhờ phước lộc, có thành công trên con đường danh vọng. Gia đạo của bạn không được yên ấm thuận hòa, trong gia đình thường hay có ghen tị, xích mích với nhau giữa các thành viên, đòi hỏi bạn phải hết sức tỉnh táo và khéo léo giải quyết và dàn xếp mọi chuyện mới mong được yên ấm, bằng không cứ lộn xộn mãi cho đến năm 50 tuổi. Là người không coi trọng chuyện công danh ngoài xã hội, chỉ chú tâm vào xây dựng sự nghiệp cho bản thân, nên sự nghiệp nhanh chóng vững chắc từ tuổi 35 trở lên, vận tài lộc cũng được phát triển tốt đẹp. Cuộc sống Canh Thân bổn mạng tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như về tài lộc. Số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa cũng có ngày hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Tóm lại, tuổi Canh Thân được nhiều phước lộc và có thể thành công về tài chánh. Số con cháu về sau có hưởng phú quý, nếu làm phước ăn ở hiền lành thì sẽ được tăng niên kỷ từ 5 năm, gian ác thì sẽ giảm kỷ. Tình duyên, theo chim tinh học và khoa huyền bí, tuổi Canh Thân về vấn đề tình duyên và hạnh phúc sẽ diễn tiến như sau trong cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời phải 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này thì bạn sẽ có hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 11 âm lịch. Trên đây là số mạng của bạn đối với tình duyên và hạnh phúc căn cứ vào những tháng sanh để quyết định cuộc đời. Gia đạo, công danh, gia đạo hay thường xảy ra những thắc mắc và âm thầm ghen ghét với nhau. Nếu bạn không sáng suốt mà giải quyết thì trong gia đình có việc lộn xộn mãi cho đến khi bạn 50 tuổi, gia đạo mới êm ấm được. Công danh có lên cao nhưng sụp đổ mau lẹ, vấn đề công danh không quan trọng đối với bạn, tuy nhiên, nhờ đó mới tạo lấy được sự nghiệp sau này. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc từ lúc bạn ở vào tuổi 35 trở lên, tiền bạc bắt đầu được dễ dàng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 45 tuổi có một lần phát tài to, nhưng lại có nhiều thất bại vào những năm khác. Những tuổi hợp làm ăn,
Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn trong mọi giao dịch về tiền bạc, hùng hạp hay cộng tác, hợp tác đều thâu nhiều kết quả. Bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này trong việc làm ăn thì có kết quả tốt về tiền bạc, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Kỷ Mùi ba tuổi này bạn sẽ có kết quả tốt về đường tài chánh và không sợ thất bại trong mọi cuộc giao thương giao dịch trong suốt cuộc đời. Lựa chọn vợ, chồng. Trong việc lựa chọn vợ chồng, bạn nên cẩn thận vì theo chiêm tinh và tướng số, hai tuổi vợ chồng có liên quan rất nhiều cho đời sống, nghèo giàu. Nên bạn cần lựa chọn cho sự kết hợp duyên của mình được hoàn toàn tốt đẹp hơn. Đó là các tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn như Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Những tuổi này rất hạp và có thể đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến sự giàu sang phú quý. Công danh được lên cao mau lẹ, con cái đầy đủ và không bao giờ lâm vào cảnh nghèo khổ, bần hạn như mọi tuổi khác. Sau đây là những tuổi mà bạn kết duyên, chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hạp vào con đường tình duyên mà không hợp về công danh và sự nghiệp, đó là các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Những tuổi này bạn kết duyên chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Những tuổi sau đây nếu bạn kết hôn, rất khó làm ăn được dễ dàng. Không thành công được trên cuộc đời và sự nghiệp, cuộc sống của bạn cứ mãi ở trong sự nghèo túng triền miên, đó là các tuổi Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên thì sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ, làm ăn cực nhọc suốt đời. Theo sự nghiên cứu về tướng số cho biết rằng tuổi Canh Thân có những năm xung khắc với tuổi. Những năm này luận việc hôn nhân không thành và phải có nhiều khe khắc. Nếu tính việc hôn nhân trong những năm này thì sau đó phải chịu cảnh xa vắng liên tục. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 20, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm này chỉ khắc về việc hôn nhân, mọi việc khác vẫn làm được. Tuổi Canh Thân sanh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ hay đa đoan về thê thiếp. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 10 và 12 âm lịch. Đó là những tháng bạn có số đào hoa. Nếu sanh vào những tháng đó thì có thê thiếp hay nhiều tình yêu. Những tuổi Đại Kỵ, tuổi Canh Thân không nên làm ăn hay kết duyên. Hùng hạp với những tuổi này, cuộc đời bạn có nhiều tai hại và có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là các tuổi đại khắc kỵ với Canh Thân như Canh Thân đồng tuổi, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần. Những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi Canh Thân nên tránh đi là tốt. Gặp tuổi kỵ về việc làm ăn không nên hợp tác về tiền bạc. Về tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả hai tuổi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Canh Thân hợp với giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn, xuất hành đúng như trên thì không sợ bị thất bại trong bất cứ việc gì xảy ra và đã có trên đời. Năm 2024 lại đến như một ngã rẽ, mang theo không ít sóng gió và những biến động khó lường, quý vị đã bước vào một giai đoạn mà thử thách không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn xuất phát từ chính bản thân, từ những lo toan cho gia đình, sự nghiệp và thậm chí là những giằng co trong tâm hồn. Trong công việc, năm nay như một bức tranh phức tạp với nhiều màu sắc đối lập, có những lúc quý vị cảm thấy như đang phải đối mặt với một chuỗi thử thách liên tục, khiến cho không ít lần quý vị phải đứng trước những quyết định khó khăn, những thay đổi bất ngờ về quy trình, mối quan hệ công việc không thuận lợi, hay những áp lực đến từ thị trường khiến quý vị nhiều lần muốn dừng lại và cân nhắc lại con đường mình đang đi. Tài chính cũng gặp nhiều trắc trở, sự bất ổn trong các khoản đầu tư hay sự không chắc chắn về các nguồn thu nhập đã làm cho quý vị cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi của quý vị đều như đang dẫm trên mặt đất mong manh, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả lớn. Không dừng lại ở đó, trong gia đình, sự hòa thuận đôi khi cũng bị xáo trộn, áp lực công việc đã làm quý vị mất đi sự cân bằng trong cuộc sống gia đình. Những lúc căng thẳng đã dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, làm cho không khí gia đình trở nên nặng nề. Quý vị có thể đã trải qua những khoảnh khắc cô đơn, khi cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ những gánh nặng của mình với người thân và ngược lại, gia đình cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu quý vị. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi ở tuổi Canh Thân, đó chính là ý chí và sự kiên cường. Đối mặt với khó khăn, quý vị không ngã gục mà luôn biết cách tự mình đứng lên, tìm ra giải pháp từ những trở ngại lớn nhất. Trí tuệ, sự khéo léo và khả năng ứng biến trong mọi tình huống là vũ khí giúp quý vị vượt qua những cơn bão cuộc đời. Những lúc tưởng chừng như không còn lối thoát, quý vị đã chứng minh rằng chỉ cần có lòng quyết tâm, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Từ nay đến cuối năm, quý vị sẽ thấy rõ một sự thay đổi lớn trong vận mệnh của mình.
những khó khăn từng khiến quý vị lo âu, áp lực sẽ dần tan biến. Nhường chỗ cho sự ổn định và thành công, quý vị sẽ nhận thấy những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua không hề vô ích. Trong công việc, những dự án từng gặp trở ngại sẽ dần hồi phục và phát triển. Quý vị sẽ tìm ra những cơ hội mới để khai thác, từ đó mang lại lợi nhuận và những thành công lớn hơn. Tài chính cũng sẽ có bước tiến rõ rệt. Những khoản đầu tư đúng đắn sẽ bắt đầu sinh lời, giúp quý vị không chỉ ổn định về mặt tài chính mà còn có thể tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai. Gia đình, sau một thời gian dài đối diện với những xáo trộn, sẽ trở lại trạng thái hài hòa hơn. Quý vị và các thành viên trong gia đình sẽ tìm được tiếng nói chung, cùng nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau xây dựng lại sự gắn kết. Tình cảm gia đình sẽ ấm áp hơn, và sự hòa thuận ấy sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp quý vị bước vào năm mới với trái tim đầy hy vọng và niềm tin. Năm 2024 có thể không phải là một năm hoàn toàn dễ dàng đối với tuổi Canh Thân, nhưng chắc chắn nó là một năm đánh dấu sự thay đổi và trưởng thành vượt bậc. Quý vị đã học được cách đối diện với nghịch cảnh, cách tìm thấy ánh sáng ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất. Những khó khăn đã qua chính là bài học quý giá, giúp quý vị hiểu rõ hơn về bản thân mình, về sức mạnh và khả năng vượt qua thử thách của chính mình. Khi nhìn lại những gì đã qua, quý vị sẽ nhận ra rằng không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Điều quan trọng là quý vị đã không từ bỏ, đã kiên trì và luôn giữ niềm tin vào tương lai. Những nỗ lực ấy sẽ mang lại quả ngọt, không chỉ cho bản thân quý vị mà còn cho gia đình và những người thân yêu. Từ nay đến Tết 2025, quý vị sẽ cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt, không chỉ về tài lộc và sự nghiệp, mà cả về mặt tinh thần. Quý vị sẽ thấy mình trưởng thành hơn, bình yên hơn và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Một năm mới đang chờ đợi quý vị phía trước, một năm với nhiều triển vọng, cơ hội và những niềm vui chưa từng có. Hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế tích cực, đón chào những điều tốt đẹp sẽ đến với sự tự tin và lòng lạc quan mạnh mẽ. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân vào cuối năm 2024. Bước vào những tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Thân 1980 sẽ đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn đầy tiềm năng và cơ hội. Nếu như nửa đầu năm mang đến nhiều sóng gió, thử thách, thì cuối năm lại hứa hẹn những điều tươi sáng. Đặc biệt là trong sự nghiệp, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đây là thời điểm mà quý vị có thể bắt đầu thấy được thành quả từ những quyết định sáng suốt và chiến lược khôn ngoan mà mình đã đề ra trước đó. Những dự án, công việc từng gặp bế tắc, tưởng chừng như không thể tiếp tục, sẽ bất ngờ có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Điều này có thể đến từ những thay đổi tích cực trong môi trường làm việc, những biến động của thị trường, hay đơn giản là sự tháo gỡ những khó khăn nội tại mà quý vị đã dành cả năm để giải quyết. Những tín hiệu này không chỉ mang đến niềm hy vọng mới, mà còn mở ra cánh cửa cho quý vị tiếp tục phát triển và vươn xa hơn. Điểm sáng đáng chú ý trong sự nghiệp cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân chính là sự xuất hiện của những quý nhân. Đây là những người sẽ mang lại sự hỗ trợ quý giá, dù là về tinh thần hay vật chất, giúp quý vị tháo gỡ những nút thắt và tiến lên phía trước một cách mạnh mẽ hơn. Có thể đó là đồng nghiệp, cấp trên, hay thậm chí là những đối tác, khách hàng tiềm năng. Sự hợp tác và hỗ trợ từ những người này sẽ giúp quý vị tăng tốc, đạt được những mục tiêu mà trước đây từng nghĩ là xa vời. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục các dự án cũ, đây cũng là thời điểm mà quý vị sẽ bắt đầu thấy nhiều cơ hội mới mở ra trước mắt. Những lĩnh vực, ngành nghề mà trước đây chưa từng cân nhắc hoặc chưa dám mạo hiểm, giờ lại mang đến tiềm năng phát triển lớn. Hãy nắm bắt những cơ hội này bằng tất cả sự tự tin và quyết đoán mà quý vị đã trau dồi suốt thời gian qua. Đôi khi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, một quyết định đúng lúc cũng có thể đưa quý vị đến những thành công bất ngờ. Mặc dù vậy, để thực sự tận dụng tốt các cơ hội này, quý vị cần giữ cho mình một tinh thần vững vàng và cẩn trọng. Sự phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp có thể đi kèm với áp lực mới, đòi hỏi quý vị phải biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đừng để sự hối hả của công việc cuốn đi tất cả, mà hãy tìm cách duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt trong từng quyết định. Một yếu tố không thể thiếu trong sự thành công của tuổi Canh Thân cuối năm 2024 chính là tầm nhìn xa và khả năng hoạch định chiến lược. Những kế hoạch rõ ràng, mục tiêu cụ thể và tầm nhìn dài hạn sẽ là kim chỉ nam giúp quý vị đi đúng hướng. Đừng ngần ngại trong việc đầu tư thời gian để xây dựng những kế hoạch này, bởi đây chính là yếu tố then chốt để quý vị tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Cuối năm 2024, quý vị không chỉ đứng trước cơ hội phát triển sự nghiệp,
mà còn có thể tự hào về những gì mình đã đạt được, những bài học từ khó khăn, thử thách trong năm qua, sẽ trở thành động lực mạnh mẽ giúp quý vị vươn lên, bước đi với sự tự tin. Quý vị sẽ thấy rằng những gì mình đã bỏ ra xứng đáng với thành quả mà mình đạt được. Cánh cửa của sự thành công đang mở rộng, và đó chính là phần thưởng dành cho lòng kiên nhẫn, sự thông minh và bản lĩnh vững vàng của tuổi Canh Thân. Phương diện tài lộc. Đón nhận sự thịnh vượng vào cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến cho tuổi Canh Thân 1980 những tia sáng mới mẻ và đầy hứa hẹn trong phương diện tài lộc. Sau một thời gian dài đối mặt với những khó khăn và thách thức về tài chính, giờ đây vận trình của quý vị sẽ khởi sắc mạnh mẽ, mang theo những cơ hội mới và những khoản thu nhập đáng kể. Điểm nổi bật trong tài vận của quý vị chính là sự phục hồi và phát triển từ những khoản đầu tư đã được ươm mầm trong quá khứ, có thể trong nửa đầu năm. Những khoản đầu tư này chưa mang lại kết quả rõ rệt, thậm chí còn khiến quý vị lo lắng về tính hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối năm, các dự án này sẽ bắt đầu sinh lời, thậm chí vượt qua mong đợi. Những kế hoạch tài chính mà quý vị đã cẩn thận tính toán từ trước giờ đây sẽ trở thành nguồn lợi lớn, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, giúp tài chính của quý vị tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, không chỉ có các khoản đầu tư, mà tiền bạc sẽ đến với quý vị từ nhiều nguồn khác nhau. Đây có thể là từ những cơ hội kinh doanh mới, hợp đồng làm ăn có lợi, hoặc các dự án phát sinh trong công việc chính. Quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng sự lưu thông của dòng tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Mọi khó khăn về tài chính trước đó dường như dần lùi vào dĩ vãng, để lại cho quý vị một bức tranh tài chính sáng lạng và tươi mới. Điều quan trọng là vào thời điểm này, quý vị cần biết cách tận dụng tốt các nguồn tài lộc này để thực hiện những kế hoạch tài chính lớn mà mình đã ấp ủ. Đây là cơ hội để quý vị triển khai những dự án quy mô, đầu tư vào những lĩnh vực mà quý vị tin tưởng sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Sự tự tin kết hợp với khả năng quản lý tài chính linh hoạt sẽ giúp quý vị đạt được những bước tiến lớn, không chỉ trong ngắn hạn mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mở ra, quý vị cũng cần có sự thận trọng trong việc quản lý và đầu tư tài chính. Dù tài vận vẫn đang dần trở nên dồi dào, nhưng sự cẩn thận vẫn luôn là yếu tố cần thiết. Quý vị nên xem xét kỹ lưỡng mọi quyết định lớn, tránh bị quấn theo cảm xúc mà vội vàng đầu tư vào những lĩnh vực chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc giữ vững một tinh thần sáng suốt, tỉnh táo sẽ giúp quý vị bảo vệ được nguồn tài chính hiện tại và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một khía cạnh khác quý vị nên chú ý là hãy cân nhắc về việc tiết kiệm và quản lý tài sản cá nhân một cách thông minh. Khi dòng tiền bắt đầu ổn định và phát triển, đây cũng là thời điểm tốt để quý vị nghĩ đến việc bảo toàn tài sản và lập ra những quỹ dự phòng cho tương lai. Dù sự thịnh vượng đang đến, nhưng sự bền vững và ổn định lâu dài sẽ mang lại cho quý vị sự an tâm trong những năm sắp tới. Cuối cùng, tài vận vào những tháng cuối năm 2024 không chỉ đơn thuần là thành quả về mặt vật chất, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị. Sau một hành trình dài đầy thử thách, quý vị đã chứng minh được rằng, với lòng kiên nhẫn và khả năng quản lý thông minh, mọi khó khăn đều có thể chuyển hóa thành cơ hội. Đây chính là thời điểm để quý vị tự hào về những gì mình đã đạt được và chuẩn bị cho những bước đi xa hơn, lớn hơn trong tương lai. Phương diện sức khỏe. Chăm sóc bản thân để tận hưởng cuộc sống. Cuối năm 2024, sức khỏe của tuổi Canh Thân 1980 sẽ trở thành một vấn đề cần được quý vị đặc biệt quan tâm. Sau một thời gian dài đối mặt với áp lực trong công việc và cuộc sống, cơ thể quý vị có thể đã chịu đựng không ít căng thẳng. Đặc biệt, hai lĩnh vực cần chú ý nhiều hơn là hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Những biểu hiện như đau dạ dày, khó tiêu hay tình trạng mệt mỏi kéo dài có thể bắt nguồn từ lối sống không hợp lý và sự căng thẳng. Để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, quý vị nên chủ động duy trì một lối sống lành mạnh. Việc ăn uống điều độ không chỉ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, mà còn là cách thức để quý vị chăm sóc cho bản thân mình. Hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng, bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời hạn chế các món ăn có hại cho hệ tiêu hóa như đồ ăn nhanh, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ. Bên cạnh chế độ ăn uống, việc giảm stress cũng vô cùng quan trọng. Quý vị có thể thử áp dụng một số phương pháp thư giãn như yoga, thiền định hay đơn giản là dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Những hoạt động này không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn,
giúp quý vị có thể đối mặt với những thách thức trong công việc và cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà quý vị có. Đầu tư cho sức khỏe bản thân chính là cách để quý vị có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Đừng để những khó khăn trong công việc hay áp lực hàng ngày làm quý vị quên đi việc chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian cho mình, bởi vì chỉ khi có sức khỏe, quý vị mới có thể theo đuổi những ước mơ và kế hoạch trong tương lai. Phương diện tình cảm gia đạo, xây dựng mái ấm hạnh phúc. Trong phương diện gia đạo, gia đình của tuổi Canh Thân sẽ đón nhận những dấu hiệu tích cực và bình yên trong những tháng cuối năm 2024, sau một thời gian dài chịu đựng những căng thẳng và bất đồng. Các thành viên trong gia đình sẽ dần tìm được tiếng nói chung và hòa hợp hơn, những bất đồng nhỏ nhặt, những tranh cãi vô nghĩa sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho không khí ấm áp và yêu thương. Quý vị sẽ nhận thấy sự gắn kết trong gia đình ngày càng chặt chẽ hơn, những bữa cơm quây quần, những buổi trò chuyện thân mật sẽ trở thành khoảng thời gian quý giá để tất cả thành viên trong gia đình có thể chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đây là thời điểm mà tình cảm gia đình được củng cố, giúp mọi người cảm thấy ấm áp và an toàn hơn khi trở về nhà. Đặc biệt, khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, gia đình quý vị sẽ cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật đầm ấm và hạnh phúc. Những kế hoạch đón Tết, từ việc mua sắm, trang trí nhà cửa, cho đến những món ăn truyền thống sẽ là những hoạt động tạo nên những kỷ niệm đẹp. Quý vị sẽ cảm nhận được sự sum vầy, yêu thương và điều đó sẽ mang lại một tâm trạng phấn chấn, đầy hứng khởi cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng, mái ấm gia đình không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nơi giúp quý vị tìm thấy niềm vui, sự bình yên và động lực để vượt qua mọi khó khăn. Sự hòa hợp trong gia đình sẽ là bệ phóng vững chắc để quý vị tiếp tục phát triển trong sự nghiệp và cuộc sống. Đừng quên dành thời gian cho những người thân yêu, bởi vì chính họ sẽ là nguồn động viên lớn nhất, giúp quý vị có thêm sức mạnh và niềm tin vào tương lai. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Khi tháng 10 âm lịch Ất Hợi gõ cửa, tuổi Canh Thân 1980 sẽ đón nhận những vận may tài chính tràn đầy hứa hẹn. Đây chính là thời điểm mà quý vị nên mạnh dạn mở rộng công việc, nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân và thu hút tài lộc. Những nỗ lực của quý vị trong những tháng trước sẽ bắt đầu được đền đáp xứng đáng, và thần tài như đang mỉm cười với quý vị, tạo nên một không khí tích cực trong mọi lĩnh vực. Trong tháng này, quý vị nên xem xét việc đầu tư mạnh dạn hơn vào những lĩnh vực mà mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là cơ hội để thực hiện các dự án mà quý vị ấp ủ bấy lâu. Hãy dũng cảm đưa ra những quyết định táo bạo, bởi tháng 10 sẽ là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành công lớn. Hãy tin tưởng vào trực giác và khả năng phân tích của mình, bởi chúng sẽ dẫn dắt quý vị đến những con đường tươi sáng. Thêm vào đó, quý vị cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh, từ đồng nghiệp cho đến bạn bè. Những cuộc trò chuyện, trao đổi ý tưởng có thể dẫn đến những cơ hội hợp tác mới mẻ, giúp quý vị nâng cao năng lực tài chính. Hãy mở rộng mối quan hệ, kết nối với những người có cùng chí hướng và chia sẻ mục tiêu của mình. Điều này không chỉ tạo ra những cơ hội mới, mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm cá nhân của quý vị. Ngoài ra, trong tháng 10, quý vị cũng nên chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân một cách hợp lý. Sự thịnh vượng đang đến gần, nhưng cũng cần phải có sự cân bằng giữa tiêu dùng và đầu tư. Hãy đặt ra những mục tiêu tài chính cụ thể. Điều này sẽ giúp quý vị sử dụng nguồn lực của mình một cách hiệu quả hơn. Một kế hoạch tài chính chặt chẽ sẽ đảm bảo rằng những vận may hiện tại sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong tương lai. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công không chỉ đến từ may mắn, mà còn là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng. Với tâm thế vững vàng và sự quyết tâm, quý vị sẽ có khả năng vượt qua mọi thử thách và đạt được những kết quả đáng mong đợi trong tháng này. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Bước vào tháng 11 âm lịch, Bính Tý, tuổi Canh Thân 1980 sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc sống. Đây là thời điểm mà quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện, mang đến cho quý vị nhiều may mắn và thuận lợi trong mọi lĩnh vực. Những khó khăn và thử thách trước đó dần được xóa tan, nhường chỗ cho một giai đoạn mới tràn đầy hứa hẹn. Trong tháng này, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Quý vị có thể nhận thấy rằng các mối quan hệ xã hội đang phát triển tích cực, và sự hỗ trợ từ những người xung quanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa những kế hoạch của quý vị. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị tận dụng các cơ hội,
Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, hãy tự tin thực hiện những kế hoạch dài hạn mà quý vị đã ấp ủ từ lâu, vì đây chính là thời cơ để biến những ý tưởng thành hiện thực. Quý vị cũng nên chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng. Họ sẽ là những người đồng hành, hỗ trợ quý vị trong các quyết định quan trọng. Hãy tham gia vào những sự kiện, hội thảo hay hoạt động networking để mở rộng mối quan hệ và tạo dựng những liên kết có giá trị. Điều này không chỉ mang lại những cơ hội hợp tác mà còn giúp quý vị nâng cao vị thế trong cộng đồng. Ngoài ra, tháng 11 cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét và điều chỉnh lại các mục tiêu cá nhân. Hãy tự hỏi bản thân về những gì mà quý vị muốn đạt được trong tương lai. Việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng và khả thi sẽ giúp quý vị dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện những bước đi tiếp theo. Hãy đảm bảo rằng những mục tiêu này không chỉ mang tính chất ngắn hạn mà còn hướng đến sự phát triển bền vững trong dài hạn. Cuối cùng, hãy giữ vững tinh thần lạc quan và sự quyết tâm trong tháng này. Những cơ hội đang đến gần và với sự hỗ trợ của quý nhân, quý vị sẽ có khả năng vượt qua mọi rào cản để gặt hái những thành công đáng tự hào. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tháng 11 này chính là thời điểm để quý vị tỏa sáng. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Khi tháng âm lịch Đinh Sửu đến, tuổi Canh Thân 1980 sẽ bước vào một giai đoạn tràn đầy niềm vui và tài lộc dồi dào. Đây chính là tháng cuối cùng của năm âm lịch, mang theo bầu không khí ấm áp, hạnh phúc và những sắc thái vui tươi, chờ đón một cái Tết viên mãn bên gia đình và người thân yêu. Trong tháng này, quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng sự sung túc trong cuộc sống. Những nỗ lực và cố gắng của quý vị trong suốt năm sẽ bắt đầu được đền đáp, tạo ra những thành quả đáng tự hào. Tài lộc sẽ đến từ nhiều hướng khác nhau, không chỉ từ công việc mà còn từ các khoản đầu tư trước đó, mang đến cho quý vị sự ổn định tài chính mà quý vị đã khao khát. Tháng 12 cũng là thời điểm tuyệt vời để quý vị tập trung vào việc tổ chức các hoạt động đoàn viên và vui chơi cùng gia đình. Những buổi họp mặt, tiệc tùng hay những chuyến đi du lịch ngắn ngày sẽ giúp quý vị tạo dựng những kỷ niệm đẹp bên những người thân yêu. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và những người xung quanh, bởi sự quan tâm và chia sẻ sẽ làm cho mối quan hệ gia đình trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Đừng quên rằng, trong những ngày cuối năm này, việc nhìn lại những gì đã trải qua trong năm sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về hành trình của bản thân. Hãy viết ra những bài học mà quý vị đã học được, những ước mơ mà quý vị đã nuôi dưỡng và những mục tiêu cho năm tới. Điều này sẽ giúp quý vị lên kế hoạch một cách rõ ràng và cụ thể hơn cho tương lai. Cuối cùng, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến. Tháng 12 không chỉ là thời điểm kết thúc của một năm, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới. Với tinh thần lạc quan, sự tự tin và một trái tim đầy nhiệt huyết, quý vị sẽ bước vào năm mới với nhiều cơ hội và thành công hơn nữa. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn còn sót lại trong năm 2024, tuổi Canh Thân 1980 cần chú trọng đến việc làm việc thiện và giữ cho tâm hồn của mình luôn thanh tịnh. Tinh thần tích cực và lòng thiện lương không chỉ giúp quý vị xua tan những điều không may, mà còn thu hút những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa, như giúp đỡ người khác, tham gia vào các hoạt động từ thiện, hoặc đơn giản là thể hiện lòng tốt qua những cử chỉ giản dị. Những hành động này sẽ tạo ra năng lượng tích cực và giúp quý vị cảm nhận được sự kết nối với cộng đồng. Hơn nữa, việc làm thiện lành sẽ giúp quý vị tích lũy thêm nhiều phước lành, mang lại sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Bên cạnh việc làm việc thiện, quý vị cũng nên chú ý đến môi trường sống của mình. Việc tránh mang theo những vật dụng không may mắn trong nhà là rất quan trọng. Hãy dành thời gian để kiểm tra và dọn dẹp lại không gian sống của mình, loại bỏ những đồ vật đã cũ, hỏng hoặc mang lại cảm giác tiêu cực. Một không gian sống gọn gàng, thoáng đãng không chỉ giúp quý vị cảm thấy thư thái mà còn mang lại sự hưng thịnh cho cuộc sống. Ngoài ra, phong thủy trong gia đình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hóa giải vận hạn. Hãy chú ý đến bố trí nội thất, màu sắc và ánh sáng trong nhà để tạo ra sự hài hòa và thuận lợi. Đặt các biểu tượng phong thủy như thuyền buồm, cây cảnh hay các vật phẩm mang lại tài lộc ở những vị trí hợp lý sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực và tạo dựng không khí vui tươi cho gia đình. Đặc biệt, việc cúng bái tổ tiên vào các dịp lễ lớn là một phong tục truyền thống cần được gìn giữ. Đây không chỉ là một cách để thể hiện lòng hiếu thảo và tri ân với tổ tiên,
mà còn là dịp để quý vị cầu nguyện cho gia đình luôn được bình an, may mắn. Hãy chuẩn bị một bàn thờ tươm tất, thành kính và dành thời gian cùng gia đình thực hiện nghi lễ này để tạo thêm sự kết nối và hài hòa. Cuối cùng, giữ gìn nhà cửa gọn gàng cũng là một cách hữu hiệu để xua tan những xui rủi không đáng có. Một môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp sẽ giúp quý vị cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn trong việc thu hút những điều tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động tích cực của quý vị sẽ tạo ra những hiệu ứng lan tỏa, mang lại bình an và hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, cổ nhân đã từng nói, làm việc lớn phải có kiên nhẫn và nhẫn nại. Đây không chỉ là một câu ngạn ngữ đơn thuần, mà còn là kim chỉ nam cho những ai đang trên con đường chinh phục mục tiêu. Đặc biệt là đối với tuổi Canh Thân 1980, sự nhẫn nại và kiên trì chính là những yếu tố thiết yếu giúp quý vị vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được những thành công bền vững trong cuộc sống. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lúc gặp phải khó khăn hay trở ngại. Khi đối mặt với những thách thức này, một người thông minh là người biết nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Họ không vội vàng đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ, mà luôn biết suy xét kỹ lưỡng mọi tình huống. Sự nhẫn nại không chỉ là chờ đợi mà còn là quá trình rèn luyện bản thân để có thể kiên trì với con đường mà mình đã chọn. Phật cũng từng dạy rằng, nhẫn là con đường để đạt đến bình an. Thật vậy, trong những lúc khó khăn, việc giữ được sự bình tĩnh là vô cùng quan trọng. Quý vị cần phải suy xét mọi thứ một cách kỹ lưỡng để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Kiên nhẫn không chỉ là một đức tính giúp quý vị đối phó với thử thách, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với thành công. Một tâm hồn bình tĩnh, không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, sẽ giúp quý vị tìm thấy giải pháp cho vấn đề mà mình đang gặp phải. Hãy nhớ rằng, trong những tháng cuối năm này, sự kiên trì và lòng nhẫn nại sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu. Chúng sẽ giúp quý vị không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Hãy luôn tin rằng, khi quý vị kiên nhẫn, mọi khó khăn sẽ dần tan biến, sự thịnh vượng và thành công sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự nhẫn nhịn mà quý vị đã trải qua. Hãy biến lòng kiên trì thành động lực để tiếp tục phấn đấu. Quý vị có thể tìm thấy sự an tâm trong việc biết rằng, mỗi bước đi dù nhỏ bé cũng đều là một phần trong hành trình dài của mình. Những thử thách sẽ làm cho quý vị trở nên mạnh mẽ hơn và thành công sẽ đến khi quý vị kiên trì và không bao giờ từ bỏ. Nhìn lại hành trình tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ nay cho đến Tết 2025, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng những thay đổi tích cực đang chờ đón quý vị năm 2024. Mặc dù gặp phải không ít khó khăn và thử thách, nhưng những cơn bão này sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho một bức tranh tươi sáng hơn với sự phát triển không ngừng về tài lộc, sức khỏe và gia đình. Đặc biệt, hãy chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm cúng, đầy ý nghĩa bên những người thân yêu. Đây không chỉ là dịp để sum họp, mà còn là thời gian để tri ân những gì quý vị đã trải qua và để hướng đến một năm mới tràn đầy hy vọng và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy những nội dung này hữu ích và bổ ích cho cuộc sống của mình, đừng ngần ngại nhấn like, chia sẻ với bạn bè và người thân và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho quý vị những video tử vi thú vị, sâu sắc và hữu ích nhất. Mỗi lượt đăng ký và tương tác của quý vị chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và mang đến nhiều thông tin giá trị hơn nữa. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn ngập tràn hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau bước vào năm mới với tâm thế vững vàng và lòng đầy lạc quan.